Xin chào quý vị các bạn, hôm nay mình dẫn quý vị các bạn đến thăm một vườn bầu. Đây, quý vị các bạn thấy vườn bầu rất là đẹp và đang trong quá trình chuẩn bị thu rất là rộ. Vườn bầu này là trồng trong tháng 4 âm lịch. Đây, quý vị các bạn thấy là vẫn chưa leo kín giàn và quả rất là sai rồi. Với quả này thì khoảng một tuần nữa sẽ được thu hoạch. Và cái vụ bầu này thì được tính là cái vụ bầu trái vụ ở quê mình. Với đặc tính là sinh trưởng và phát triển rất mạnh vào mùa hè này thì cây bầu cũng rất là thích hợp để trồng vào cái thời tiết nắng nóng. Và cây sinh trưởng phát triển rất là mạnh. Bầu chính vụ thì khoảng mất 4 đến 5 tháng mới được thu hoạch. Trồng từ tháng 10, có thể là tháng 2 thì mới được thu hoạch quả. Nhưng bầu cái vụ này thì chỉ khoảng 2 tháng thôi. Trồng tháng 4 thì có thể là cuối năm đã được thu hoạch rồi. Và cho sản lượng quả rất là lớn. Đây, các bạn thấy quả nhỏ sai, rất là sai. Và lá rất là xanh. Nếu quý vị các bạn có trồng thì có thể bây giờ hạ hạt được. Đây là các cái loại phân bón mà người trồng bầu quê mình bón cho cái loại cây bầu này. Đây là đầu châu xanh, sắc của nó vẫn còn. Hoặc là đạm thái. Đây, quý vị các bạn thấy bón rất nhiều các loại phân kết hợp với nhau. Và điều chú ý nhất đối với cái việc canh tác cái lứa bầu này thì phải cung cấp đủ nước tưới cho cây hàng ngày và không để bị úng ngập. Bởi miền Bắc quê mình thì cái thời kỳ mùa hè này rất hay gặp những cái trận mưa xối xả. Hầu như các loại cây trồng đều bị ảnh hưởng. Cho nên là khi trồng cây bầu này chúng ta phải chọn cái nền đất cao, không bị úng ngập. Thứ hai là phải cung cấp nước tưới thường xuyên cho cây bầu này. Và cây bầu cái thời kỳ này thì cũng ít phải tụ phấn hơn so với cái bầu chính vụ. Quý vị các bạn thấy bầu này là đã đậu quả. Cái thời gian thu hoạch thì cũng ngắn thôi, khoảng kéo dài trong vòng 1 tháng 10 ngày thì sẽ cho hết cả vụ bầu. Chính cây bầu sinh trưởng phát triển cấp tập như vậy cho nên là cái lượng phân bón cũng nhiều hơn nhiều so với bầu chính vụ. Bởi với gian bầu này thì chỉ khoảng một tuần nữa thôi thì quả sẽ kín giàn như này. Đây, các bạn thấy rất nhiều lớp quả khác nhau. Khi quả to quả nhỏ phát triển mạnh thì rất là sai, sai từ gốc đến ngọn. Và thông thường thì cái vụ bầu này thì ít người bắc giàn có rào ngang như này. Thông thường thì sẽ bắc giàn chữ A để tránh tác động của gió. Tuy nhiên việc bắc giàn có giáo ngang như này thì cái việc thu hoạch bầu thì thuận lợi hơn. Đấy, quý vị các bạn thấy rất nhiều lớp quả khác nhau. Và canh tác cái bầu thời vụ này thì trồng cây mật độ dày hơn. Đấy, quý vị các bạn thấy cây cách cây rất là gần nhau. Hàng cách hàng thì cũng tương tự như vậy. Bởi cây bầu sinh trưởng phát triển nó không được tốt như là cái bầu tháng 10, tháng 11 trồng. Quý vị cảm thấy chưa leo lên hết rào ngang mà quả đã sai, rất là sai rồi. Và cái vụ bầu trồng vào thời kỳ này thì nói nên hết rào ngang như này thì coi như đã chuẩn bị thu tàn rồi. Video của mình kết thúc tại đây. Nếu quý vị các bạn có canh tác cái lứa bầu này có kinh nghiệm hay, các bạn nhớ bình luận và chia sẻ kinh nghiệm quý vị các bạn phía dưới video các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị gặp lại các video lần sau.